Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 7, là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày Chủ nhật, là ngày 3 tháng 7 rồi. Và cuối tuần này đã là một cái cuối tuần dài tại Hoa Kỳ. Tại vì ngày thứ hai là ngày lễ July 4, nghĩa là lễ độc lập. Đây là một cái lễ lớn và các thị trường sẽ đóng cửa. Đương nhiên crypto sẽ không đóng cửa nhưng mà những thị trường khác đều sẽ đóng cửa. Và phần lớn công ty đều đóng cửa ngày hôm đó giống như là công ty của Thuần. Cho nên đây sẽ là một cái ngày lễ lớn Và cho đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy được là cái sự dao động giá cả trên thị trường Cũng không có nhiều, thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Tại vì hôm nay thường muốn dành thời gian trước hết chia sẻ những thông tin mới nhất Như mà nào mà đã theo dõi trên những mạng xã hội của Thường Capital cũng đã nhận được những thông tin này rồi Nhưng mà Thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ cho những bạn nào mà không có theo dõi Cũng như là Thường muốn chia sẻ thêm một số những chi tiết Và chúng ta cũng sẽ nói tới tình hình tài chính nói chung Chúng ta nói tới khả năng là chúng ta có một cái suy thoái tài chính theo định nghĩa là bây giờ cao bao nhiêu thì bây giờ Fed đang nói gì cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái tài liệu liên quan tới Bitcoin, và Crypto như là hiện bây giờ đó cái mức giá mà nhiều người đang nói tới là bao nhiêu có nghĩa là họ nghĩ là Bitcoin đó sẽ nếu như tiếp tục xuống thì xuống tới những cái mức hỗ trợ cứng nào đây sẽ là những điều mình thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này trước hết đó, thì chúng ta bắt đầu từ thông tin lớn mà nhiều bạn cũng đã biết. Từ ngày hôm qua đây chúng ta đã nghe thông tin đến từ nhà báo Bloomberg đó chính là công ty Tui Aeros Capital đã chính thức khai phá sản. Tôi nghĩ là việc mà Tui Aeros Capital chính thức khai phá sản nó cũng không phải là một cái thông tin gì làm cho nhiều người bất ngờ đâu tại vì nhiều bạn cũng đã biết là công ty này đã, đã gặp vấn đề về tài chính tại vì họ đã thua lỗ rất là nhiều đầu tư vào một số dự án và đặc biệt là họ thua lỗ số lớn khi mà họ dồn tiền vào luna và ust sau đó cái sự bùng nổ và sụp đổ của luna ust mà nhiều bạn cũng đã biết rồi cho nên bây giờ đó công ty 3 Arrows được chính thức khai phá sản cũng không phải là thông tin gì mà làm cho nhiều người quá bất ngờ nhưng mà cái mà chúng ta thấy đó làm cho nhiều người ngạc nhiên hơn là họ khai phá sản ở hoa kỳ Công ty 3 Aeros Capital đó là công ty ở Singapore nhưng mà họ đã quyết định là khai phá sản tại tòa án Hoa Kỳ dựa theo chương 15 của luật phá sản tại Hoa Kỳ. Thì tại sao lại như vậy? Thì theo thông hiểu đó đây có thể là tư vấn đến từ đội ngũ pháp lý của 3 Aeros Capital. Tại vì khi mà họ khai phá sản chương 15 đó đây là một trong những cách khai phá sản dành cho công ty nước ngoài mà có cái sự liên kết với những nhà đầu tư ở trong nước nghĩa là ở nước Hoa Kỳ thì có thể là khai phá sản chương 15 nếu như mà được chấp nhận đó bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết là được chấp nhận hay là không nhưng mà nếu như mà tòa án chấp nhận cho 3 Aeros Capital đó khai phá sản chương 15 thì tài sản sẽ tạm thời tôi nói tạm thời là được bảo vệ dưới chương 15 này có nghĩa là nếu như một chủ nợ đó mà họ muốn siết nợ họ muốn bán tài sản của tôi euro thì sẽ không làm được ngoại trừ là họ phải nạp đơn đến cho tòa án của hoa kỳ và họ thì như cũng phải chứng minh là họ là chủ nợ và họ cũng phải chứng minh là họ có tài sản ở hoa kỳ theo đồng hiểu là như vậy đã nói chung thì khi mà khai phá sản ở hoa kỳ thì tài sản của tôi Aero trong thời gian này đã sẽ được bảo vệ tốt hơn đó chính là lý do tại sao được hay là không nên chúng ta vẫn chưa có biết Đây là thông tin mới nhất đến từ Bloomberg mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Điều thứ nhì đó là chúng ta thấy được là Voyager Digital thì đã đưa ra thông tin là tạm dừng tất cả các giao dịch gửi tiền và rút tiền của khách hàng Chúng ta cũng đã biết là Voyager gặp vấn đề lớn tại vì chúng ta thấy là Voyager cũng đã cho Three Aeroscap được mượn một số tiền và gần đây hơn nên chúng ta cũng thấy có một cái mối quan hệ giữa Voyager và Celsius khi mà Voyager đó đẩy một số tiền à, lớn vào trong công ty Celsius gần đây chúng ta cũng đã nói tới trong hai cái video trước đó thì nói chung đó những bài nào mà theo dõi kênh này một tháng qua cũng đã biết là Thuận đã nói là rút hết tiền ra khỏi những cái dịch vụ và tới thì đến bây giờ đó thì Thuận đã rút hết tiền ra khỏi tất cả các dịch vụ Ngoài trừ là thường còn một số tiền ở Crypto.com thường chưa rút được tại vì gửi là có kỳ hạn và không thể rút trước kỳ hạn được nhưng mà khi mà kỳ hạn đến tôi sẽ rút cái số tiền đến từ Crypto.com Và lý do tại sao mà Voyager Digital tạm ngừng tất cả giao dịch thì các bạn cũng có thể đã đón ra được rồi tại vì arrows cap được chính thức khai phá sản Gần đây ra thì Voyager gửi đơn liên tục kêu 3 arrows thanh toán cái số nợ nhưng mà cuối cùng họ đã không thanh toán Và CEO đó của Voyager nói là quyết định này để để cho công ty có thêm thời gian để tiếp tục tìm giải pháp và họ sẽ cung cấp thông tin bổ sung vào thời điểm thích hợp. Cái này nó cũng giống như là Celsius không rõ là khi nào thì Voyager mới cung cấp trên thông tin. Voyager không phải là một công ty mà thuận sử dụng và đã cũng có một số bạn dùng mà thôi. Cũng không phải là một cái dịch vụ mà nổi tiếng lắm ở Việt Nam hay là ở Hoa Kỳ đã cũng có một số người sử dụng mà thôi. Nhưng mà điều rất rõ ràng đây đó là Voyager đã cho Công ty Tuy Arrows và một số những công ty vay mà cái thế chấp rất là thấp Thậm chí là không có thế chấp luôn cho nên mới gặp vấn đề này Chứ còn nếu như mà họ cho vay giống như là thuận với các bạn đó Khi mà mượn tiền của Voyager hay là mượn tiền của BlockFi, mượn tiền của Celsius Thì chúng ta cần phải có cái số lượng crypto cao hơn Chúng ta chỉ mượn được 50% số tiền đó mà thôi và dùng crypto làm thế chấp Khi mà tài đình không ổn đó, họ sẽ thanh lý cái số tiền mà dùng làm thế chấp Thì coi như công ty không có bị lỗi gì rất dễ hiểu tại sao những công ty này đó Celsius Voyager lại gặp vấn đề là tại vì họ không có áp dụng cái chính sách đó đối với những công ty lớn hơn giống như là công ty Three Arrows có thể là họ nghĩ đây là công ty đồ sộ thì cho vay không có thế chấp cũng không vấn đề gì đâu tại vì là một tên tuổi lớn mà nhưng mà cuối cùng họ đã đón sai Three Arrows đã phá sản và chúng ta cũng thấy là Voyager cũng đưa ra một cái uh, bản danh sách Đây là cái tài liệu chính thức đến từ Voyager họ thông qua bài viết Và chúng ta thấy được là nhìn bên dưới này đó Thì Voyager đã chia sẻ Hiện bây giờ cho đến ngày 30 tháng 6 đó Có nghĩa là cách đây 2 ngày thì tài sản của Voyager có là bao nhiêu Họ nói là cái số lượng crypto mà họ đang lưu trữ đó là 685 triệu Cái số lượng crypto mà họ đã cho vay đó là 1,1 tỷ đô la con số cao hơn gần như gấp đôi cái số lượng crypto họ có Thêm vào đó chúng ta được là cái số lượng tiền mà họ lưu trữ cho khách hàng đó là 355 triệu Và cái số lượng crypto dùng để làm thế chấp đó được đang được giữ đó là 168 triệu Các bạn thấy được là mới nhìn thôi đã biết là có vấn đề rồi Tại vì cái số lượng mà họ cho vay đó là 1,1 tỷ đô la mà Trong khi cái số lượng crypto dùng làm thế chấp chỉ có 168 triệu mà thôi Đó là một trong những vấn đề dẫn đến tại sao mà công ty bồi trừ gặp từ cố như bây giờ tại vì họ không có áp dụng những cái chiến lược an toàn, không có lưu trữ cái số lượng tiền thế chấp cần thiết. Và đương nhiên con số 1,1 tỷ này đó, họ nói đã tính luôn cái số lượng tiền mà họ cho 3 Arrows Capital mượn. Họ cho 3 Arrows Capital mượn đó là 350 triệu USDC và 15.250 BTC, con số cực kỳ lớn luôn, coi như là con số này. Không biết là họ có thể lấy được lại bao nhiêu, không biết là 3 Arrows còn tài sản gì hay là không, nhưng mà theo thường hiểu đó là tình hình cũng khá là khó khăn đối với lại voyagers Nhưng bên dưới này đó chúng ta sẽ thấy được là ngoại trừ tuy Erosia đó thì họ cũng còn cho một số những cái công ty khác mượn nhưng mà họ không nói rõ để cho các bạn thấy được. Chúng ta nhìn bên dưới này đi thì có một công ty họ để là công ty B. Công ty B này đó họ có ghi chú đây là công ty à 3 arrow capitals như là họ hiện bây giờ là đang không thu được cái số nợ 654 triệu đến từ 3L capital hơn nửa tỷ đô la. Con số rất là lớn, nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy gì? Sau đó chúng ta thì cũng còn rất nhiều những công ty khác mà họ không có để tên ở đây, giống như là có một công ty ở British Virgin Islands uh, họ cho mượn 376 triệu, không biết là công ty gì. Chúng ta có công ty khác họ cho mượn là 17 triệu ở Hoa Kỳ, ở nước Anh có công ty họ cho mượn 27 triệu, ở Canada có công ty họ cho mượn 34 triệu. Nói chung thì họ còn rất nhiều những cái nợ mà không biết những cái nợ này đã có vấn đề gì hay là không. Thì chúng ta chỉ biết nhiêu đó mà thôi Vừa theo sự chia sẻ của Voyager hiện tại. Khi nào thì họ mới mở để cho rút lại công ty này có sụp hay là không chúng ta thật sự không biết. Chúng ta chỉ biết là mới gần đây đó thì FTX đã cho một cái đường dây tín dụng rất là lớn khoảng chừng là 600 triệu thương nhớ là như vậy đó cái tay vài ngày thì sang FTX cung cấp cái số lượng đó thực ra là công ty Alameda Research nhưng mà chung một chủ mà thôi đó chính là Sam Bankman Free thì chúng ta bây giờ đã biết là cái số tiền đó đã không có đủ để họ xây sở cho nên bây giờ họ phải ngưng không cho rút tiền và cái điều mà tệ hại hơn đó là Voyager không giống như Celsius, Voyager đã có một cái thẻ gọi là cái thẻ debit cái thẻ đó các bạn có thể à, nạp tiền vào để mà sử dụng giống như là thẻ visa nhưng mà cái thẻ đó là cái thẻ visa trả trước thì à, bây giờ cái thẻ đó cũng không hoạt động luôn cho <laughs> nên được là vấn đề bây giờ người ta có tiền trong đó dùng cái thẻ cũng không sử dụng được và người ta thường nói đó một mũi tên chúng hai con nhạn nhưng mà Tobac thì có tới ba mũi tên cho nên à, nhạn kỳ này cũng rơi hơi nhiều nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong video ngày hôm nay đây, chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một sàn giao dịch đa kênh Mitre. Thì đây là thông điệp đến từ Mitre. Mitre là một sàn đầu tư đa dạng toàn cầu cung cấp cho nhà đầu tư toàn cầu khả năng giao dịch Forex, crypto, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa với hơn 300 sản phẩm. Chúng ta có Forex, những cái cặp như các bạn thấy trên màn hình, hay là crypto, chúng ta có những cái token nổi tiếng như các bạn thấy trên màn hình. Cổ phiếu cũng như vậy, chỉ số thì chúng ta có chỉ số Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 vân vân hàng hóa thì có vàng, dầu, bạc và khí ga vân vân Thì Mi hết sức cố gắng cung cấp dịch vụ, giao dịch tối ưu, nhiều lần cũng giành được giải thưởng, được cấp từ các tổ chức nổi tiếng trong ngành với 5 loại tài sản giao dịch và hơn 300 sản phẩm giao dịch hiện Mitre tới hơn 1,1 triệu người lựa chọn sử dụng thương hiệu Mitre cũng đã rất vinh dự được các tổ chức danh tiếng trong ngành trao tặng các danh hiệu như là sàn giao dịch cung cấp và phân tích tin tức tốt nhất sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất châu Á vân vân tập đoàn Mitre đó cũng có nhiều công ty con và sở hữu giấy phép được cấp của ASIC từ Úc, CMA, Cayman và FSC ở Mauritius Tiền vốn được tổ chức giám sát chặt chẽ. Mitre không sử dụng tiền vốn của người dùng tiến hành bất cứ hoạt động thương mại trái phép nào. Toàn bộ tiền vốn sẽ được công ty kế toán bên thứ ba thẩm định và kiểm kê riêng. Mitre hỗ trợ nạp rút tiền qua các kênh chính thống, thao tác đơn giản và nhanh chóng và hỗ trợ giao dịch trên app và lẫn web. Hệ thống giao dịch cũng trực quan và dễ dùng, không phần trăm phí hoa hồng, hỗ trợ cài đặt đòn bẩy một cách linh hoạt từ 1x x đến 200x cho đa số các sản phẩm, đòn 71 x thì sẽ không có phí qua đêm thích hợp cho nhiên, bạn nào mà lựa chọn ngắn hạn hay là dài hạn và long short giao dịch cả hai chiều và có nhiều loại tin tức dựa vào sở thích của bản thân đó để thiết lập phương án đầu tư thích hợp nhất và Mitri cung cấp dịch vụ 24 trên 7 bất cứ bạn nào có thắc mắc gì đều có thể tư vấn với đội của Mitri để được xử lý kịp thời Mitri cung cấp tài khoản demo cho người mới để thử nghiệm và rèn luyện kỹ năng giao dịch để cho người mới có thể thích nghi với thị trường luyện tập trước thực chiến sao khiến cho giao dịch càng vững chắc. MeTrader cung cấp cho người dùng tài khoản demo 90 ngày với 50.000 đô vốn ảo giúp đỡ người mới quen thuộc với các tính năng của sàn mà không có rủi ro về vốn để tăng trưởng thêm niềm tin trước khi mà tham gia giao dịch. Để mở tài khoản trên app đó, hay là trên web bạn có thể trực tiếp bấm vào link bên dưới của phần miêu tả của video này. Trên menu bạn nhấn vào giao dịch ngay và bắt đầu cung cấp các thông tin đăng ký qua số điện thoại hoặc là email Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Mitre Tôi nghĩ là trong vòng 2 tháng qua là chúng ta cũng học được khá là nhiều bài học về thị trường crypto này Và các bạn cũng đã biết là Thuận cũng học được và rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong vòng bao nhiêu năm qua trong thị trường này Và nhất là những cái thời điểm như là năm 2017 và 2018 Thuận rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và Thuận cũng đã áp dụng những cái kinh nghiệm đó trong cái đợt này nhưng mà đợt này lại học được thêm nhiều kinh nghiệm mới nữa cho nên cuối cùng thường đã quyết định là thuận sẽ viết ra những cái kinh nghiệm này và thuận sẽ để ở trên màn hình lúc nào cũng như vậy để cho nhắc nhở bản thân thuận và cũng như nhắc nhở các bạn để cho chúng ta đừng bao giờ quên và đây là cách mà một cái channel khác chính là digital asset news cũng đang áp dụng và thuận cũng thấy rất là hay cho nên thuận cũng muốn áp dụng với lại cái channel thuận capital thì những kinh nghiệm đó thường muốn chia sẻ với các bạn là trước hết là đừng tin ai trong thị trường crypto này thứ nhì là các bạn phải tự tìm hiểu chứ các bạn không thể nào mà tin bất cứ một ai chia sẻ là các bạn cần phải nên làm gì tiền trong túi cho các bạn thì đương nhiên các bạn cần phải là người đưa ra quyết định cuối cùng từ giữ crypto chúng ta cũng đã thấy được là những cái sự kiện gần đây đó thì không cần phải nói nhiều rồi chúng ta có thể thấy là một cái nền tảng một dịch vụ có thể là ngưng không được rút tiền bất cứ lúc nào mà các bạn thực sự là cũng không thể làm gì khi mà họ ra quyết định đó cái đó là nhớ chút lời đó chính là điểm thứ tư đây là một trong những cái điểm mà thường cùng đã nhắc nhở các bạn rất là nhiều năm ngoái kế tiếp là phân bổ vốn lúc nào cũng như vậy đó các bạn cần phải phân bổ vốn chia ra để tránh bớt những cái rủi ro các bạn không nên vay mượn để mà đầu tư và zoom out cần phải suy nghĩ là đầu tư dài hạn khi các bạn zoom ra các bạn mới thấy được sự thật là như thế nào và tất cả đều có thể về con số 0 cho nên khi mà các bạn đầu tư vào thị trường này đó các bạn cũng cần phải nghĩ là tất cả nếu như mà về con số 0 đó thì các bạn sẽ ra sao đương nhiên các bạn sẽ mất tiền rồi đó là không cần phải nói đến nhưng mà các bạn mất tiền nhưng mà các bạn có mất chính bản thân mình hay là không các bạn có thể tiếp tục cuộc sống như hiện bây giờ hay là không đó là một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến và sẽ ảnh hưởng như nào đối với bạn và người thân đây là những gì mà thùng sẽ liên tục nhắc nhở các bạn và sẽ để trên màn hình và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một cái nhà tài trợ đó chính là một sàn giao dịch nhưng mà cũng như là thùng chia sẻ với nhiều bạn là sàn giao dịch thì đã gọi là sàn giao dịch thì đương nhiên đó là nơi mà các bạn dùng để mua để bán để trade chứ không phải là nơi các bạn lưu trữ dài hạn đó là điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta nói tới sàn giao dịch ấy, thì chúng ta thấy được là có thông tin đến từ CEO của FTX ở Sam Bankman-Fried thì Sam cho biết đó là sẽ có thêm nhiều sàn giao dịch sẽ phá sản vì đã cạn kiệt tiền. Có nghĩa là Sam nói là có tin tức nội bộ đương nhiên không nói rõ là sàn nào cho mọi người biết. Chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi là có thể là có nhiều sàn cũng dính vào Toyota Capital, cũng dính vào Luna UST. Và bây giờ họ đang gặp vấn đề về tiền thì cái này chúng ta không biết được là còn bao nhiêu hay là sự thật là bao nhiêu chúng ta chỉ biết được là có cái gì đó đang xảy ra mà thôi thường cảm thấy được là đứng sau lưng tất cả mọi chuyện nên như là có ai đó đang điều khiển vì một lý do nào đó nhưng mà tất cả những thông tin đó các bạn sẽ thấy là dùng dập đến bây giờ là chúng ta đã bước vào cuối tuần ở Hoa Kỳ và đây là một cuối tuần dài có nghĩa là hôm nay ngày mai ngày mốt đó là ngày lễ của Hoa Kỳ thì chúng ta đã thấy là có rất nhiều thông tin ao ạt đổ tới chúng ta nói tới là Tuy khai phá sản chúng ta nói tới voyager không như rút tiền và còn một số thông tin khác nữa thường sẽ chia sẻ với các bạn có cái gì đó khiến cho Thuận nghĩ là có ai đó đứng sau lưng và tất cả những thông tin này đều nhắm vào một mục đích đó chính là làm cho mọi người cực kỳ lo sợ và chán nản có phải là đứng sau lưng là sàn ftx hay là không đó chính là giả thuyết nhiều người đưa ra cái đó thường không biết tại vì nhiều người nói là cứ nhìn xem coi là ai là người đã được lợi nhiều nhất sang FTX một trong những sàn mà họ có cái tài nguyên hiện bây giờ và đây là một cái lợi thế rất là lớn có thể thu mua nhiều công ty khác thì có phải là FTX đứng sau lưng hay không có đó thường không có biết nhưng mà có nhiều người nói là có thể là chúng ta nghe nói tới BlackRock hay là Goldman Sachs cũng có thể nhưng mà cái mà chúng ta biết đó là sau đó có một thông tin đồn À, được lan tỏa khắp nơi tối ngày hôm qua trên Twitter đó chính là tin đồn là sàn KuCoin à, cũng có liên quan đến Tui Eros Capital và họ cũng gặp vấn đề tài chính và cũng có thể ngưng cho rút tiền bất cứ lúc nào thông tin này ra lan tỏa rất là lớn và khiến cho nhiều người cũng rất là lo lắng tại vì KuCoin cũng là một sàn đã lâu đời và nhiều bạn cũng sử dụng và CEO của KuCoin đó thì đã nhanh chóng lên trên Twitter nói đây chỉ là một thông tin fake mà thôi và không có chuyện đó Kucoin đó đã huy động được hơn 150 triệu USD đầu tư thông qua vòng trước Series B có nghĩa là công ty định giá đó lên tới 10 tỷ đô la cách đây chỉ có 2 tháng mà thôi sang KuCoin không gặp vấn đề về tài chính và cũng không có liên quan đến Luna, 3AC hay là Babel hay bất cứ một công ty nào trong cái sự kiện này đó là cái thông tin được chia sẻ bởi CEO của KuCoin và nói là bất cứ tin đồn nào mà không đúng sự thật ra thì KuCoin có thể là kiện cái người đó cái mà chúng ta biết ở đây đó thì đương nhiên đây là cái thông tin đến từ CEO của, của KuCoin Nhưng mà sự thật đó thì những tin đồn từ hôm qua tới bây giờ liên quan đến KuCoin thì không ai đưa ra bất cứ một cái bằng chứng gì hết Chỉ là những cái lời nói ở trên Twitter và sau đó lan tỏa khắp nơi mà thôi Cho nên sự thật đó phần lớn cái đó chúng ta cũng không có rõ hiện tại cái mà chúng ta biết đó là đây là thời điểm rất là nhạy cảm các bạn cũng đã nhớ đó là khi mà sự kiện liên quan tới Three Arrows Capital liên quan tới Luna USD xảy ra đó thì công ty nào đã nhanh chóng lên nói là không liên quan đó chính là BlockFi các bạn cũng đã nhớ là Voyager cũng đưa ra thông tin nói là mình vẫn ổn Celsius cũng nói là mình vẫn ổn một ngày trước khi mà không rút tiền cho nên những công ty đó cuối cùng các bạn thấy được là hoàn toàn không có ổn cho nên họ mới gặp cái tình hình như là bây giờ cho nên thường không nói là sàn khu gặp vấn đề cái đó chúng ta không biết được bất cứ một cái thông tin gì cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải nên cẩn thận nhất là ở ngay thời điểm này không nên tin ai hết và tự giữ tiền là cách tốt nhất đó là điều mà thùng muốn chia sẻ ở đây với các bạn kế tiếp đó thì chúng ta thấy được là cuối cùng thì BlockFi cũng đã lên tiếng cho biết đó là công ty BlockFi đã ký thỏa thuận với lại sàn FTX US đây là cái sàn FTX tại Hoa Kỳ chứ không phải là FTX Global thì uh, cuối cùng là họ đã ký giấy tờ cho khoản vay tín dụng lên tới 400 triệu USD và sàn FTX có quyền được mua lại công ty BlockFi với mức lên đến 240 triệu dựa theo hiệu suất của công ty. Chúng ta đã nhớ là một ngày trước đó đó thì có cái thông tin được chia sẻ khắp nơi là sàn FTX sẽ có thể mua lại BlockFi với giá là 25 triệu Thì uh, chúng ta cũng đang thấy được là Jack Prince đã nhanh chóng, là CEO của BlockFi Đã nhanh chóng lên Internet Nói là không có chuyện đó và công ty sẽ không bán Với giá 25 triệu Chúng ta cũng đã biết là ông ta không nói là sẽ không bán Chỉ không bán với giá 25 triệu mà thôi Bây giờ giá lên gần 10 lần Thì uh, cuối cùng chúng ta thấy được là BlockFi uh, Cũng đã lên tiếng nói là có khả năng Là FTX sẽ mua lại với cái mức đó Các bạn thường không hiểu đây đó là Có phải là 240 triệu này cộng thêm với lại 400 triệu tiền mà cho vay hay không có nghĩa là tổng cộng là 640 triệu cái đó họ không nói rõ nhưng mà theo thường hiểu đó là cái đây một năm công ty BlockFi định giá tới 5 tỷ USD trong như một năm thôi mà các bạn thấy được ra được thu mua lại với mức chỉ có mấy trăm triệu mà thôi thật sự là xuống giá rất là nhiều và cũng không phải thông tin nào cũng xấu đâu các bạn chúng ta cũng thấy được là Finblock là một trong những cái ứng dụng mà thường biết nhiều bạn cũng sử dụng để mà gửi lấy lãi đó thì gần đây họ đã giảm cái số tiền rút hàng ngày và hàng tháng xuống tại vì họ cũng gặp vấn đề nhưng mà họ đã lên tiếng ngày hôm qua đó là tăng giới hạn rút tiền lên gấp đôi lên 3.000 đô mỗi ngày các bạn có thể rút và tối đa các bạn rút là 30.000 một tháng và chức năng phần thưởng nó đã được khôi phục bao gồm là Bitcoin, Ethereum, USDC và USDT và họ cũng đã cho biết đó là họ cũng có cho 3AC vay nhưng mà họ đã yêu cầu trả tiền nhưng mà 3AC vẫn chưa trả lời thì các bạn thấy được đương nhiên rồi 3AC bây giờ đã khai phá sản rồi làm sao mà trả lời cho họ được và cũng thêm một dẫn chứng cho thấy được là những cái nơi này đó họ chỉ áp dụng cái đòi hỏi là các bạn cần phải có tiền thế chấp cao để vay cái số tiền nhỏ ra đối với người thường mà thôi. Đối với những công ty lớn thì họ không có cái cái chế độ đó cho nên mới dẫn đến cái sự kiện ngày hôm nay. Và nói tới đây đó thì rất nhiều bạn hỏi thuận là ví lạnh là trời mua ở đâu Thì có thể nhiều bạn cũng đã biết đó là có một cái nơi ở trên thuầncapital.com Là bán ví lạnh đó chính là store.thuầncapital.com Thì rất nhiều bạn hỏi thuận là có phải thuận bán hay là không Thì không phải là bản thân thuận bán Nhưng mà trong nhóm admin thì có một bạn là chuyên bán ví lạnh Cho nên thuần capital đó chỉ list cái ví đó để bán dùm bạn admin mà thôi Chứ còn không phải là thuận tự bán và nếu như bạn ở Hoa Kỳ đó, thậm chí ở Việt Nam cũng được luôn Các bạn cũng có thể lên trên cái store chính thức của Ledger Có cái là các bạn cần phải chờ đợi họ gửi tới Nhưng mà đây là cái cách an toàn hơn Nếu như các bạn có thời gian và các bạn ở những quốc gia khác Và tình hình khiến cho mọi người rất là lo lắng Đến nỗi mà chúng ta thấy được là Tether cũng đã lên tiếng hôm qua họ lên tiếng nói là công ty tether đó, thì bây giờ họ vẫn đang trong cái quá trình là giảm đi cái số tiền mà họ cho vay các bạn không biết là tether thì họ lưu trữ một số tiền mặt họ lưu trữ một số tài sản và họ cũng cho vay một phần đó là các hoạt động của tether thì tether nói đó là hồi tháng 3 họ có tới 20 tỷ đô la commercial paper Commercial paper là gì? Commercial paper đó là những cái nợ ngắn hạn Thường là không quá 270 ngày Thì Tether đang nắm là 20 tỷ hồi tháng 3 Những giấy nợ ngắn hạn này nghĩa là họ cho những công ty khác mượn Để mà kiếm lời Cho đến hiện tại đó thì họ đã giảm xuống từ 20 tỷ còn có 8,4 tỷ mà thôi Và cho đến cuối tháng này đó thì sẽ thêm 5 tỷ nữa họ sẽ thu được trở về cuối cùng họ chỉ còn có 3,5 tỷ mà thôi. có nghĩa là càng ngày cái số lượng tiền mặt trong tether sẽ càng tăng lên khi mà họ không tiếp tục cho mượn nữa và khi mà đáo hạn những công ty đó trả tiền họ sẽ không cho mượn nữa và tới cuối tháng này chỉ còn có 3,5 tỷ mà thôi. thì đương nhiên những cái điều này đó để chứng ngang mọi người chứ mọi người bây giờ cũng đang rất là nhạy cảm với những cái công ty hiện tại và tether cũng đã nói gần đây đó họ sẽ mướn thêm những công ty nổi tiếng hơn để mà kiểm toán công ty tether